Cầu hôn có không ạ? Chắc phải có nha. Hôn luôn, đưa về nhà em mà. Không có xin phép không gì luôn mà vô cái là chào bố mẹ luôn. Con chào bố, con chào mẹ luôn. Ủa này khóc luôn. Dạ, là kiểu lần đầu tiên em lên nhà ngoài á là em gọi bố mẹ luôn, tôi không ngại gần gì hết, kiểu giống như là không có tấn công người yêu mà tấn công ông bà già vợ. Thế anh chị là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới năm 2012 anh. Anh chị là có bao nhiêu bé rồi? Dạ tụi em chưa có bé nào. Chưa có bé luôn. Chồng em bị bệnh á. Chồng hai chồng cố gắng chồng gì ráng giữ gìn sức khỏe, bớt ăn tùm lum lại để cho sức khỏe ra, để hai chồng sống được răng long đầu bạc. Cảm ơn bố. Tiên thì xin mời hai anh chị giới thiệu về mình ạ. Dạ em tên là Nguyễn Hải Nam, em 40 tuổi, hiện đang công tác ở tàu 13 thuộc lữ đoàn 111 vùng 2 hải quân của em ở Quảng Bình. À rồi, một tràng pháo tay cho anh Hải Nam ạ. Mời chị ạ. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em là Phạm Thị Ngoãn, năm nay em 37 tuổi, em hiện tại giờ đang ở nhà nội trợ, em ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn ạ. Nhưng mà nhân duyên như nào mà hai người lại quen nhau, hai người có thể chia sẻ được không ạ? Em hồi trước là em ở Đồng Nai. Dạ vừa cũng làm ở trên Đồng Nai á. Vâng. Vừa em làm công ty ở đó. Dạ. Em cũng ở đơn vị ở đó nên em quen luôn. Và lúc đó anh gặp chị là trong cái hoàn cảnh nào? Em có một anh cùng đơn vị với em. Vừa anh làm cùng công ty với vợ. Em xin số điện thoại. Dạ xin số điện thoại trong là em quen. Dạ như là em ngày xưa kiểu như cũng chọc là anh có ai là mai cho em. Anh có ai là mai cho em. Chứ không anh đó mới nói là vậy cho số anh giới thiệu cho. Không à. Mày lấy số em cho chồng em. Và anh có gọi liền không? Dạ không, nhá máy anh. Ủa sao anh chơi nhá máy vậy anh hả nào? Em không có tiền, hết tiền, bộ đồi hết tiền. Ở thời đó là có vụ mà nhá máy 2 giây á. Dạ, đúng không? Alo, làm gì đó, khỏe không? Như vậy là sau bao nhiêu lâu nhắn tin với nhau thì hai người chính thức gặp nhau lần đầu tiên ạ? 2-3 tháng gì á. Wow. Dữ vậy hả? Dạ. Rồi, nhưng mà trong suốt 2-3 tháng là anh có gọi thường xuyên cho chị không? Dạ thì chị nhắn tin qua lại điện thoại thôi anh. Là năm bao nhiêu hả chị? 2010 á. Wow, 14 năm rồi anh. 14 năm đó. Gặp nhau ở ngoài đời thì lần đầu tiên chị nhìn thấy ảnh, chị có ấn tượng gì về người đàn ông này không? Dạ là không thích. Thấy ghét là mày. Đi một chiếc xe jean, cái áo mà kiểu đó, áo dân tộc á, đeo cái bó hoa đằng sau nữa. Đeo mắt kính đen nữa là tự nhiên không thích. Anh diện một cái trang phục mà nó lạ như vậy. Em nghĩ là độc lạ đó. Dạ. Em đi xe vào là hôm 19 tháng 10, ngày mai là 20. Rồi em mua trước. Em đi xe Vinh á, rồi em đi ra ngoài chợ Đại Phước á, em mua có ít bông thôi. Thế là ba kia ba bảo lấy hết cho ba luôn, lấy hết luôn. Wow. Thế là em kẹp 6 cái xe á, thế là em chạy ra phòng trọ của vợ nên chưa hiện tại đây. Xong là em tặng. Là nhiều hoa lắm hả chị? Dạ, nhiều hoa lắm. 56 bông. Ui, lãng mạn đấy chứ. Nhiều khi chị á, bộ tôi tặng tôi 56 bông giống như ông đón tôi là 56 tuổi rồi sao. Mà chị đồng ý là bạn gái của anh đúng không? Thì cũng cứ quen quen vậy thôi. Nhưng mà sau bao lâu thì hai người bắt đầu là xác định là sẽ kết hôn với nhau? Dạ, chắc hơn một năm mấy. Wow, bây giờ là anh không có tỏ tình. Vâng. Vậy thì cầu hôn có không ạ? Dạ phải có nha. Không luôn, đưa về nhà em mà. Không có xin phép không gì luôn mà vô cái là chào bố mẹ em luôn. Con chào bố, con chào mẹ luôn. Ủa này khóc luôn. Dạ, là kiểu như thế. Nhưng mà anh Nam, nó có điều gì khiến cho anh cảm thấy rất là ngại ngùng, rất là sượng sùng khi mà không thể hiện một cái hành động, mà đó là những cái hành động, đó là một cái lời tỏ tình, một cái lời cầu hôn? Tôi chưa không nhầm nội, mà em thẳng tiếng luôn. Em nói luôn, lần đầu tiên em lên nhà ngoài á là em gọi bố mẹ luôn, chứ không ngại gần gì hết. Kiểu giống như là không có tấn công người yêu mà tấn công ông bà già vợ. Kiểu vậy. Nhưng mà bố mẹ có cảm thấy thoải mái khi ở đâu tự nhiên khi khổng khi không con con đứa ngoài tự nhiên vô kêu bố mẹ vậy? Thích hả? Thích luôn. Vậy là như là bố mẹ chấm rồi. Thế anh chị là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới năm 2012 anh. Anh chị là có bao nhiêu bé rồi? Dạ tụi em chưa có bé nào. Chưa có bé luôn. Chồng em bị bệnh á. Nên là cũng chậm, cũng hiếm muộn ấy. Dạ. Anh Nam ơi. Dạ. Không gì phải ngại, sau chương trình này về Quốc Thuận hy vọng với một cái vía của Quốc Thuận. Dạ. Sẽ hy vọng nha, sẽ mang đến một cái điều gì đó sẽ hỗ trợ cho anh chị. Dạ. Dạ. Tuyệt vời quá.
Nãy giờ vui lắm rồi đó mà anh Nam anh vẫn chưa có thảm thoải mái. Anh chưa cười anh ạ. Tới cái phần này. Đến phần này là anh Nam sẽ được thoải mái này. Bây giờ đến phần mình được kể xấu vợ mình. Là nói ra những điều mình mong muốn vợ mình sẽ thay đổi. Những điều mình chưa vui, chưa thích ở vợ mình. Nói thật về anh Trinh Chi Vân, về anh Thuận cho em chưa bao giờ em nói xấu vợ. Ôi tuyệt vời. Chúng vợ em là chúng nó xấu tính, nó được cãi hai cầm răm. Anh nói trông nói nhiều cho con hết rồi anh ạ. Ngồi tiếng nóng đấy thôi. Đó là cái căn bệnh đại chúng. Đúng rồi, bệnh giới tính anh ạ. Không thay đổi điều gì không? Muốn chị nói ít đi không anh? À, về trong nói ít cũng được, chứ đừng mỗi bên một người mà hai người nóng tính quá thì không được. À, bố chị bớt nóng tính đi. Bớt nói. Nhưng mà đó giờ cái cơn mà nóng tính của chị á là nặng đô nhất á, là nó sẽ thể hiện như thế nào? Bỏ đi thôi. Bỏ đi. Nóng tính là bỏ đi. Nè, chắc là chị Ngoãn đã nghe rồi. Còn bây giờ là đến lượt mình rồi. Có bao nhiêu tật xấu, khui đi. Chồng em thì nóng tính, với nhây nữa. Ồ, nhây. Đâu đâu, cái tật nhây nó làm sao đâu, chưa hình dung. Vô phòng máy lạnh, ví dụ như đang ở ngoài, em mà đang ở trong phòng máy lạnh là đi vô chỗ mua cái quạt gì đó. Dì ơi. Này, có ô nhiễm môi trường nhanh. Hả bơm. Gây ô nhiễm môi trường. Gì nữa? Đó, ví dụ như thỉnh thoảng đi nhậu với bạn về là hay bắt đầu có nhiều rượu rồi hay chọc chọc em rồi đó. Hay chọc em. Nhây. Dạ. Nét ăn nét ngủ. Dạ, được cái chồng em thì cũng thôi ạ, cũng kén ăn nhưng mà được cái nấu gì thì cũng ăn cũng ăn. Nhưng mà tình hình sức khỏe của anh sao? Mấy năm trở lại đây thì kiểu anh bị thêm bệnh tiểu đường á. À, tiểu đường. Sức khỏe thì cũng thỉnh thoảng ví dụ như đường lên hoặc đường xuống thì hơi yếu. Mấy người mà dính cái bệnh đó là hay khoái ăn ngọt lắm. Dạ đúng rồi. Bánh kẹo chuồn núp núp ăn. Ăn mà núp núp. Ăn xong rồi giấu. Giấu được. Thay vì giấu em kể anh nghe, thay vì ăn xong thì giục thùng rác bỏ giục thùng rác. Không. Nhét ở đây một cái, nhét ở kia cái, xong rồi em dọn nhà, lòi ra. Ôi ôi. Biết sao, tại vì ăn mà ăn trước mặt bà vợ là bị bà vợ chửi. Nhưng mà giống như vậy khi em tìm thấy á, em phải chửi nhiều hơn nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ mong muốn anh Nam thay đổi điều gì người đẹp? Dạ em mong muốn là cho anh bớt nóng tính lại, bớt nhây lại, với lại kiểu như bớt ăn tùm lum lại. Đến với chương trình thì không biết là anh chị có là gì muốn nói với nhau hay không trước khi chúng ta tạm biệt nhau. Quay lại nhìn vợ đi, đừng nhìn quá thôi. Nắm hai tay luôn này. Đấy, nhìn nhau, nhìn mắt nhau, nhìn sâu vào mắt nhau. Thì cho hai chồng cố gắng chồng giữ dáng giữ gìn sức khỏe, bớt ăn tùm lum lại để cho sức khỏe lên, để hai chồng sống được răng long đầu bạc. Cảm ơn vợ. Chúc cho hai anh chị trẻ luôn yêu thương nhau. Từ đây đến cuối năm, bác sĩ báo tin vui. Qua năm sau, anh chị sẽ chào đón một thằng cu xuất hiện trong gia đình của mình. Yeah. Một thằng cu khỏe mạnh. Chúc hai anh chị luôn luôn hạnh phúc. Dạ, rồi. Cảm ơn. Dạ. Tạm biệt anh chị nha. Anh chị. Hình như là bà xã. Bạn coi em bé. Anh Vinh nhìn một cách thì cái thôi thì không phải, đang nhìn cái khác mà tự nhiên không phải, em đang nhìn cái khác mà chị tự nhiên chị nói chị em như nhìn cái gì em nói gì nghe coi. Em đang nhìn cái dương miệng. Em nói cái dương miệng này mà nếu em đổi thì sao mà dính ta. Suy nghĩ hoài đúng không? Để dán keo dán sắt đúng không? Trời ơi anh. Cục dây kìa. À mấy tháng rồi? Dạ em có bầu cũng được 4 tháng rưỡi ạ. 4 tháng rưỡi? Dạ. Vậy mà vẫn còn được mặc sa re. Nhưng nghe nè, em bé 4 tháng rưỡi nhưng mà biết là trai gái chưa? Dạ chưa ạ. Em giơ hai bàn tay lên coi. Đóng bàn tay lại. Giơ ra. Đóng lại. Rồi, không con trai cũng là con gái. Chứ là chúc mừng hai chồng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Nguyễn Di Linh, 26 tuổi. Em kinh doanh tự do. Em tên là Trần Thị Bồng, em 26 tuổi, em làm kinh doanh ạ. Rồi, Bồng và Linh gặp nhau ở đâu? À, hai đứa em thì gặp nhau cách đây là hơn 8 năm rồi. Tụi em học chung lớp luôn. Thì lúc đó là năm nhất vào thì học quốc phòng. Lúc đó thì em thì cảm thấy bạn cũng hơi cá tính, hơi đen. Và ở chú quốc phòng thì ở nội trú á. Thì bạn đó hay qua cái phòng em á. Để mà liên lạc với một số bạn cùng đội đánh cầu lông á. Rồi từ từ thì em cảm giác là bạn đó thích mình. Ồ vậy hả? Có nghĩa là em á thì em gặp bạn này là em như thế cảm giác là bạn này là một bạn có cá tính. Dạ. Đúng không? Chứ chưa có cảm tình gì. Dạ. Còn bạn này thì sao? Anh này á thì hay ảo tưởng sức mạnh lắm ạ.
cứ nói chuyện gì là cũng triết lý ông cụ non lắm. Nhưng mà em gặp em có thích liền không? Dạ không. Không thích gì mà bạn này nghĩ là bạn này đã thích bạn này rồi? Dạ, ảo tưởng sức mạnh. Ảo tưởng sức mạnh hay gọi là đu dây điện đó. Nhưng mà rồi đi đánh cầu lông chung với nhau thì đến bao lâu thì mới là thích nhau? Đâu, nhưng mà lý do nào là cứ phải đi qua rủ bạn này đánh cầu lông? Dạ. Chắc là phải có cái gì đó. Hay là thích một anh nào đó trong phòng của bạn này? Chị nói đúng rồi á, hồi đó em thích một bạn ở trong ký túc xá. Thì em mới đi đánh cầu lông với mấy bạn đó, thì gặp bạn này thì mình nhận ra là bạn cùng lớp thôi. Nên là rủ đánh chung cho vui, mình lịch sự mà. Rồi xong tự nhiên thích bạn kia, xong thích luôn rồi chuyển qua thích bạn này. Chắc rối quá. Dạ, hơn một năm sau thì mới thích bạn này. Thì em thích bạn kia mà bạn kia cũng không có thích em, nên là mình thích vậy thôi à. Ok. Dạ. Và lúc đó bạn này đã thích bạn này chưa? Dạ rồi. Khi mà vào ký túc xá thì sau đó thì có một đợt em bị bệnh, không biết nhắn tin cho ai hết. Cái em nhắn tin thử cho bạn này, em nói là thôi qua mua thuốc, mua cháo qua cho mình ăn đi. Em nhắn chơi vậy thôi, em không nghĩ là bạn đó qua thiệt. Mà sau nửa tiếng sau bạn đó qua thiệt thì em rất là cảm động. Vì cái hành động của bạn này mà em cảm kích và bạn em thích bạn này. Dạ. Hay là em thích bạn này vì một cái lý do khác? Là cảm kích chứ. Dạ. Cái thứ hai là bạn này có một cái đặc điểm là hơi cá tính. Khi mà vào ký túc xá bạn nó còn đi học võ nữa. Vào ký túc xá buổi tối học võ ký túc xá. Em thì em không có học võ nhưng mà em tập thể dục á, buổi chiều ở đó. Thì sau rồi học võ xong thì hai người cũng gặp nhau. Thì hơn một năm thì mới yêu. Nhưng mà bạn này học võ gì đã? Dạ hồi đó em học vô Việt Nam ạ. Trai màu gì? Dạ em học có mấy tháng rồi xong cua được trai cái nghỉ học ạ. Rồi. Rồi là yêu nhau cho tới bây giờ là 7 năm. Dạ. Nhiều chứ em, 7 năm dài lắm. 7 năm nhiều à? Dài lắm thì. Ừ, à, bao nhiêu đặt, vui buồn hờn giận. Có trục trặc kỹ thuật gì không? Cũng có rất là nhiều vấn đề. Nhiều lúc vấn đầu đề. Yêu thì cảm thấy là nó cũng hay hay. Cho nên là hai người cứ dẫn nhau đi chơi. Rồi đi công viên. Hầu hết những công viên trong thành phố là đi hết luôn. Vô công viên rồi có lụm lá hay là ngồi nói chuyện tâm sự vậy rồi đi về. Ngồi cung cấp mối cho mũi. Ngồi ngủ dậy ban đêm. Cả ngày cả đêm đều có. Rồi ban đêm ngồi tới mấy giờ? Tùy ngày anh, khi nào thích thì ngồi lâu, còn không thích có thì khi nào ngồi khuya mà cái xá đóng cửa luôn, ngủ ngoài đó luôn không? Dạ không có. Đó không? Rồi có làm gì không? Ô anh nhanh nha. Làm gì không, nghĩa là ta đã nắm tay á. Nắm tay á. Anh này ảnh hỏi một hồi là anh mới hỏi tới cái chuyện mà nghĩa tấn công ở sinh viên 7 năm rồi mà ra công viên làm cái gì vậy đó. Cũng sức quá. Nhưng mà bây giờ người ta mới có bầu mà. Dạ. Nhiều khi ta có kỹ thuật thì sao. Nói chung là không dám làm gì đâu ạ. Ê nhưng mà nói nghe nè, 7 năm là cứ ở khác nhà vậy đó, chỉ gặp nhau thôi. Lúc đầu thì em ở ký túc xá, bạn đó ở trọ. Và sau đó thì đến năm thứ 3 thì cả hai chuyển vô ký túc xá ở chung. Nhưng mà khác tầng thì... Nhưng mà nó vẫn khác tầng. Dạ đúng rồi. Sao em chuyển vô? Thấy ký túc xá nó rẻ hơn. Với lại muốn ở gần nàng đúng không? Để còn bồng bế bồng nữa. Dạ. Tại vì khi mà yêu thì lúc đầu là bạn đã ở quận 6. Xong rồi bạn đã chuyển tới Thủ Đức. Rồi em vào ký túc xá thì có lúc thì phải chạy từ ký túc xá mà đi ra Thủ Đức. Nhiều khi sáng đi chiều về. Mà bây giờ em nghĩ lại lúc đó chắc mình yêu mình bị sao sao á. Sao á, thật ra là quãng đường nó hơi rất là dài. Xa sao bọc. Nhiều khi là 10 giờ rưỡi đêm mà bạn đã nhắn tin cái là em chạy từ quận 1 mình chạy qua Thủ Đức. Sao sao đó. Hai đứa không xuống là ở chung ta. Lúc mà em ra trường đi làm rồi á thì hai đứa mới là ở chung, nhưng mà dù bạn này vô ở chung để chia tiền nhà thôi chứ không có mục đích gì hết. Thuê chung một cái nhà nguyên căn. Rồi có sống thử luôn không? Dạ không. Trời ở riêng mà. Có nghĩa là tụi em chỉ thử sống chung thôi chứ không có sống thử, đúng không? Thật ra thì em không có muốn ở chung mà tại vì lúc đó là bạn này là mướn một cái nhà ở nguyên căn với gia đình với một số bạn nữa. Thì ở được 2 tháng thì các bạn của vợ á dọn ra ngoài ở. Trời thì rồi. Cái nhà nó trống mà tiền nhà trọ thì nó nhiều. Thành ra là dụ em về để mà share tiền nhà. Dạ. Chứ thường là ở chung nhà vậy là sống thử luôn đó. Tại ở em ở với nhà em. Hiểu rồi. Nãy giờ dòng do mãi giữ gìn được vậy là đúng rồi. Bây giờ anh đang thắc mắc cái nè. Nãy tụi em có nói là quen nhau 7 năm đúng chưa? Hai đứa hoàn toàn trong sáng hết. Không có cái gì gọi là đi vượt quá giới hạn. Vậy thì cái đêm tân hôn vui không? Dạ vui lắm anh. Có biết gì không mà vui không? Thì sau 3 đêm là có đây đi. Đây là kết quả đó. Là do tụi em muốn. Dạ không, thật ra là bây giờ là... tụi em cưới nhau là bao lâu rồi? 6 tháng. Mới 6 tháng mà bầu em bé là nhiêu? Dạ gần 5 tháng. Là tháng 1. Nhưng mà có nghĩa là do tụi em chủ động muốn có em bé hay là tụi em vỡ kế hoạch? Dạ vỡ kế hoạch. Thật ra em cũng muốn ổn định công việc rồi ở nhà ở này nọ thì mới có em bé. Nhưng mà coi như là trời cho đi. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, cho anh biết đi, ví dụ cưới nhau về bây giờ
7 năm trời quen nhau, kèm theo là cái chuyện bây giờ về chung nhà ở chung với nhau, vậy thì nó có thay đổi gì không? Vợ em thì lúc trước vợ rất là đảm đang, nhưng mà sau khi cưới về là vỡ mộng luôn. Sao vậy? Tại vì vợ có em bé, bắt đầu vợ thay đổi tính tình, vợ nhõng nhẽo. Rồi ốm nghén á anh. Nhưng mà hồi trước là không có nhõng nhẽo. Dạ. Nhõng nhẽo là sao ạ? Khi mà vợ mang thai thì phải ốm nghén thì vợ hay mệt á, cho nên là em thương vợ thì cũng chiều. Ví dụ như là sáng thì phải đưa vợ đi làm, chiều phải rước về. Rồi khi mà có em bé rồi rất là nhạy cảm với mùi. Đúng rồi, đúng rồi. Là vợ không rửa chén, không ăn cá tanh, rất là nhiều thứ phải kiêng cử. Cho nên là mọi việc thì coi như là em làm hết. Ngoài ra còn bắt buộc mình phải làm cái gì nữa, phải thực hiện cái gì nữa? Cái đó thì không, tại vì vợ có bầu rồi cho nên là vợ không có nhu cầu. Tôi không hỏi cái ý đó là chưa? Rồi em có thấy em chạnh lòng không? Dạ. Có hay lúc... là yêu một người yêu mà 7 năm trời nén nhịn, xong rồi về mới được có 3 bữa dính bầu rồi nín nữa. Em hay nói là giống như bạn em á, nó lấy nhau trước em mấy tháng, sau đó nó phát tướng lắm, nó mập. Và em hay nói là cưới vợ về chưa có hạnh phúc được bao lâu mà giờ phải nuôi vợ bầu nữa. Càng ngày càng rút ha. Dạ. Cái chạnh lòng có tuổi thân chút đỉnh có. Đúng không? Thằng bé mặc cảm chứ tự kỷ chứ. Em có thèm được vợ em là chăm sóc em, vuốt ve hay là nói chung là... Chứ bây giờ tự nhiên bây giờ đã không được cái này còn không được cái kia nữa. Trong đôi mắt có ngấn lệ hay gì cả. Em ước mơ đi. Em nói cái ước mơ của em là ngoài cái chuyện giúp đỡ rồi chuyện nó bình thường quá, em còn muốn cái gì hơn vậy nữa không? Mong cho vợ bớt nhõng nhẽo. Trời ơi, cái ước mơ mạnh quá, đơn giản và giản đơn vậy thôi đó hả? Dạ. Rồi được không vậy? Dạ được. Thôi giờ tới em đó, cái phần kể thật xấu là bà nào cũng kể dính dách cho. Anh này thì hay đạn trí, hay quên, hay thức khuya nữa. Với lại hồi mà yêu thì vui lắm, nhưng mà cứ về bị chán. Bạn vợ chán hay bạn chồng chán? Bị em chán. Ồ. Tại vì hồi yêu nhau thì hay đi chơi lắm, cái cưới nhau về không cho đi chơi nữa. Bà bầu đừng chơi. Thì cũng ngán quá mà chơi bầu. Thì cũng đi ra ngoài cho thoải mái chị, chứ đi làm về rồi về nhà rồi lại đi làm lại về nhà. Mình cũng hơi ngột ngạt trong người á. Thì rủ anh này đi uống cà phê chứ không có đi à. Anh không có đi. Dạ. Tại sao không muốn làm điều đó với vợ? Dạ, thật ra thì khi mà còn sinh viên á thì rất là thích đi, đi nhiều lắm. Đi bằng mọi phương tiện luôn, đi xe đạp, xe buýt, xe máy, xe đò, xe lửa, đi hết, đi nhiều chỗ. Đến nỗi mà khi có bầu là tụi em không biết, thì em đi Đà Lạt, chạy nhảy đủ thứ luôn, em không biết mà. Nhưng mà đi về rồi thì mới biết, rồi lại đi ra Hà Nội thăm quê nữa. Đó, cho nên là lúc đó là mới biết. Thì về rồi thì em hạn chế đi lại. Là em muốn hạn chế em giữ cái bầu cái gì? Dạ đúng rồi. Giữ sức khỏe của vợ đúng không? Vợ có hiểu điều đó không? Dạ, đi gần gần thôi chứ em không có phải là thích đi xa. Rồi còn cái gì nữa? Hơi dữ. Hơi là sao mà dữ thiệt rồi sao chả Đó giờ phải chửi em không? Hồi eo thì ít chửi lắm, nhưng mà cứ về thì chửi nhiều hơn xíu. Rồi bây giờ anh hỏi nè, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ nhõng nhẽo lắm, giống như vợ nói là 10 giờ 11 giờ ngủ á là em phải ngủ chung mới chịu ngủ. Cái gì nữa? Rồi vợ thì hay bề bộn. Mà là em mong muốn là vợ em đừng có như vậy. Gọn gàng lại. Gọn gàng lên một tí nữa. Thế còn bà muốn xã mình thay đổi gì? Muốn chồng em bớt thức khuya, rồi lỡ mà em có làm sai cái gì thì nó nhẹ nhẹ thôi, đừng có cằn nhằn. Vậy thôi à? Dạ. Thật ra em góp ý sau lưng thôi chứ em không có thẳng thắn, nghĩa là về nhà em mới nói. Thật, bà có bầu nhưng mà bà tiền sử bà là bà có giỏ đó. Em hiểu rồi. Giỏ là giờ mài mòi đi rồi. Cái này coi như từ ngày mà quen cái là bỏ rồi, không học nữa đúng không? Dạ. Là cũng phải 7 năm rồi bây giờ. Dạ. Có bầu rồi sanh con, sao đã lục nghề luôn rồi. Cái mong muốn thay đổi thì theo chị Vân như thế nào? Bây giờ chị thấy vậy nè, tạm thời trong thời gian này em phải là người hy sinh thay đổi trước những cái mà vợ em mong muốn. Mà những mong muốn vợ em thì chị thấy là cũng đơn giản lắm. Dạ. Em có thể thực hiện được, ví dụ như là đi chơi đi dạo nhiều chút. Đó, để cho nó thoải mái. Khi mà vợ em thoải mái trong người, vợ em vui trong người thì con em nó sẽ khỏe mạnh. Đó. Khỏe mạnh về mặt tinh thần cũng có, thể chất cũng có. Là tốt cho cả hai mẹ con đó. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà em ngủ sớm. Thực ra là nếu mà em quá nhiều công việc thì em cũng, trước khi cái giấc ngủ của vợ và con mình á, cái chuyện ôm vợ và ôm con đó là một cái nhu cầu hết sức là chính đáng của vợ. Chị nói thiệt nha. Dạ. Chúc cho em bé khỏe mạnh ha. Rồi chúc cho gia đình hạnh phúc và ngày càng càng gắn kết yêu thương nhiều hơn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh rồi chị. Em cảm ơn chị. Vâng, cho gặp phúc. Rồi bây giờ nghe, mình thống nhất với nhau là mình nói to lên nghe. Mình nói nhỏ quá ở dưới khán giả ta không nghe. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ vâng, con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin tự giới thiệu, con tên là Thanh Hoa, năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng và con đang sinh sống và làm việc tại vùng đất xinh đẹp Quảng Ninh, Hạ Long ạ. Ồ. Hạ Long ạ. Dạ vâng. Em ơi, lâu lắm rồi.
anh ước ao được ra Hạ Long. Dạ vâng. Mà phải nói là gần 10 năm mà em chưa đi đó chị. Em sao chú, cháu gọi chú bằng chú mà chú lại cứ xưng anh. Ôi trời ơi, cứ nhầm hoài chú, đó. Chú bây giờ lướt lướt ra. Để chú nói lại nha. Ừ, chú nói lại đi. Chú rất là ước ao được ra ngoài Hạ Long. Đó, Hạ tại vì Long. 10 năm rồi. Chú ơi, Hạ Long chứ mà Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Dạ. Nó bị sai, Hạ Long. Hả? Mà 10 năm rồi là chú chưa có ra ngoài đó. Ồ, không biết mùa này ở ngoài đó thì là trời mát hay là trời nóng rồi dạ, cháu? Dạ. Nóng dữ không chị? Nóng, dạ nóng dữ lắm ạ. Tại vì hôm qua cô mới ở Hà Nội về. À. Hà Nam chứ không Hà Nội. Ồ. Nóng khủng. Nóng hơn trong mình luôn à? Nóng lắm. Ồ, ở Hà Nam á, là ngày hôm qua hôm kia á, là nóng đỉnh luôn. Là ở trong nhà á, mà không có máy lạnh là 38 độ. Đi ra ngoài đường là 40 độ. Như vậy là nóng hơn trong Sài Gòn mình luôn. Nhiệt độ mà mình cảm nhận là lên tới 46 độ luôn. Cái gì ghê vậy? Trời ơi, chị nói em ngoài đường không có bóng người đi luôn. Ủa mà sao? Mà chị cảm nhận gì đâu mà ta lên tới 46 không, độ như vậy? Tức là trong cái chỉ số trong cái điện thoại á, khi mà giống như là cái độ nhiệt độ cảm nhận á. Đúng ạ. Ôi rồi lúc đó rồi chắc nhảy xuống biển coi như trầm mình ở dưới thôi đúng không? Dạ vâng, ở dưới á, ở Hạ Long thì ở ngoài đấy thì có biển là nhiều mà chỉ cần đi xuống đường lên là đã có biển rồi đấy ạ. Ờ. Dạ vâng. Ờ, thích quá. Mà Hạ Long thì sẽ mát hơn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. À. Dạ vâng. Rồi còn con. Dạ vâng. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân và cháu là Mai Xuân Trường. Năm nay cháu 35 tuổi, hiện cháu đang công tác và ở Quảng Ninh luôn. À. Cháu công tác bên gì? Con học dược, con đang làm dược sĩ ạ. Dược sĩ. À. Một bạn là dược sĩ mà làm văn phòng. Rồi nhìn về mà lớn hơn bạn này tới 5 tuổi rồi. Ủa 8 tuổi. 8 tuổi luôn. Mà nhìn trẻ măng hả? Nhìn tưởng đâu nhỏ tuổi hơn cô gái này luôn á. Thế thì là hai con là đều ở Quảng Ninh hết luôn. Dạ vâng, con ở Hạ Long Quảng Ninh luôn ạ. Nhưng mà hai đứa là trước đây chắc là quen nhau từ thời còn đi học hay là cơ duyên nào gặp nhau? Dạ vâng. Có thể là chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ. Ô là sao? Là hàng xóm đúng không? Không, hát liền. Ô cửa sổ, hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Tức là hai bạn ở trong xóm đúng không? Dạ vâng, bởi vì là lúc đấy là chồng con có đang trọ ở ngay cạnh nhà con luôn ạ. À. Dạ vâng, thì là trong đấy trong một buổi tối trời trong thanh gió mát thì con đang ngồi học ở trên tầng 2. Thì đúng vào đợt mùa hè thì con có mở cửa sổ với cả ban công cho nó mát. Thì chồng con lúc đấy cũng đang làm việc ở trên tầng 2. Thế là chồng con mới nhìn qua ô cửa sổ thì thấy có một cô bé đang ngồi học. Thì trong đầu thì cũng chỉ có ý nghĩ là cũng chỉ gọi là gọi cô bé, trêu cô bé một... Là trong đầu của anh đúng không? Không, xí, cô nói nè, bây giờ nói về cái cảm của con đúng rồi. À. Chút xíu tự anh sẽ nói là cô bé ơi, cô bé ơi à. Để cho anh kể đi. Còn con á, cái phần của con, cái phần của con là con lúc... có nhìn thấy cái người qua cửa sổ. Dạ, đó. Lúc đấy thì chồng con lại không có gọi con bằng tiếng mà chồng con lại hú một cái. Tại sao kêu người mà giống như kêu khỉ vậy? Dạ vâng, vượng là... chứ kêu vượng. Dạ, lúc đấy thì con thấy chồng con hú một tiếng đầu rồi con cũng không để ý. Sau một lát sau thấy chồng con lại hú thêm 2-3 tiếng nữa. Con có nhớ cái tiếng hú đó như thế nào không? Chồng hú con, sao? Chồng con chỉ hú lên một cái. Hú. Đó, thế là con mới bảo là con suy nghĩ ở trong đầu là sao tại buổi tối rồi mà lại không biết là còn có con gì nó đang hú. Thế con mới ngẩng đầu lên thì con thấy chồng con đang ở tầng 2 cửa sổ bên đối diện. Thế là chồng con mới hỏi là em đang làm gì đấy? Thì lúc đấy ở trong phòng thì nó cũng hơi bị xa ấy ạ. Thế con mới không có nghe rõ thì con mới đi ra ngoài ban công ở chỗ cửa sổ. Thế con mới hỏi là anh hỏi cái gì? Thì chồng con bảo là em đang ngồi học bài à? Thế con cũng trả lời hồn nhiên lắm, con bảo dạ vâng em đang ngồi học bài. Thì lúc đấy chồng con với cả con thì cũng lúc đấy cũng đứng nói chuyện ở ban công ấy ạ, cũng rất là lâu. Lâu xong rồi một hồi lâu thì bố con ấy ạ xem tivi đến mãi muộn thì mới đi ngủ. Thì mới nhìn lên trên tầng 2 là sao thấy hôm nay con gái mình học có vẻ muộn thế. Học muộn thế thì bố con mới đi lên trên tầng xem là không biết là hôm nay là con có nhiều bài tập hay là ngủ quên. Thì đúng lúc đấy là hai anh em đứng nói chuyện cũng khá là lâu thì chồng con đứng bị mỏi chân ấy ạ.
Thế là chồng con mới ngồi lên thành của cửa sổ. Thế lúc đấy là bố chồng con mới đi từ xa đến. Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện ấy ạ. Bố con đi đến, thế chồng con giật mình. Thế chồng con lại hốt hoảng quá, thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông ấy ạ. Dạ vâng, lúc đấy thì cũng đau lắm. Đau lắm nhưng mà không làm gì được. Không hú lên. Dạ vâng. Phải hú ghê hồn. Dạ vâng. Đau quá. Lúc đấy thì không ra hiệu cho con là bố em ở đằng sau. Mà lúc đấy thì chồng con lại kéo cửa sổ xong rồi ngồi thụt xuống. Thế con mới nghĩ trong đầu là ơ sao tao đang nói chuyện mà lại chạy mất. Thế con mới quay ra đằng sau thì con thấy bố con đang đứng ở đằng sau rồi. Thế con cũng giật nảy người ra. Con mới giật mình, con bảo là ơ thế bố làm gì đấy. Thế bố bảo là ơ thế học xong bài chưa. Đứng ở ngoài ban công làm gì đấy. Thế con mới, lúc đấy con mới nảy số à. Con bảo là hôm nay nóng quá bố ạ, con vừa học xong con đứng ra ngoài ban công hóng mát tí. Thế là bố con bảo là nếu mà học xong rồi thì đi ngủ đi không muộn. Thế con cũng bảo dạ vâng con đi ngủ. Thế là lúc đấy con mới chuẩn bị là tắt đèn đi ngủ thì chồng con lại ngoi lên. Đấy thôi bây giờ để chồng kể nào. Dạ. Chồng kể nào. Dạ. Sao con? Con gặp vợ con đúng là như vợ con nói ấy, là nó qua ô cửa sổ. Lúc đấy vợ con đang ngồi học bài. Thế con là, biết rồi nhưng mà con nhìn từ xa là con có xác định đây là một cô gái xinh xắn không? Cũng lúc đấy thì vợ con mới học có đang ôn thi tốt nghiệp để nên học lớp vào lớp 10. Đi biết học là thế bạn. Nhưng mà lúc ấy con thấy nó xinh không? Cũng nhỏ nhắn xinh ái. Vâng. Thì xinh. Ủa? Như mình mới phải khổ sở mà từ ở bên đây mà nói vói sang bên kia chứ đúng không? Dạ vâng. Vâng. Ủa nhưng mà lúc đó là con mới chuyển về cái nhà trọ đó ở hay là con ở lâu rồi? Lúc đấy thì con mới được 1 năm ạ. Tức là con ở đấy một được năm, con mới gặp cô này hả? Vâng, ở đấy con ở đấy được 1 năm rồi. Thì lúc đấy con đang ở nhà ở trên tầng 2. Vâng, thì con về đấy con ở được 1 năm. Cái hôm đó là lần đầu tiên con mới thấy con bé này. Mặc dù là con đã chuyển về đó 1 năm hay sao? Không, có nghĩa là vợ con thì nói chung là cũng đi làm với cả là vợ con đi học thì cũng gặp nhau nhiều nhưng mà chưa bao giờ nói chuyện. Chưa bao giờ nói chuyện đúng chưa không? Chưa nói chuyện. Cho nên hôm đó mới mạnh dạn nói chuyện. Rồi tiếp theo cái phần mà lúc mà bố lên ấy. Lúc bố lên thì con chỉ nhìn thấy bố lên ở đằng sau. Thế là con mới thấy vậy mình mới ngại ngùng quá. Thế là mình mới đóng cái cửa sổ lại giống như vợ con nói đấy. Và cũng thế là mới khi bố con xong rồi thì bọn con lại nói chuyện tiếp. Bố xuống rồi nói chuyện tiếp nữa dạ. Hả? Dạ vâng. Trời ơi. Cái chỗ kẹp bên nó có sẹo không? Dạ không, nó chỉ đau và nó tím đấy thôi ạ. Tím thôi, thế vâng. Sao lúc ấy con gọi tên vợ hay như nào là em ơi hay gì để hú? Thì con cũng không biết lúc đấy làm sao nhưng mà thì thấy vậy thì mình cũng hú lên cái thế là vợ cũng quay ra bắt chuyện thế là từ đấy là tạo một cái âm thanh lạ để cho người ta chú ý đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi sau đó rồi nói chuyện tới mấy giờ rồi mới vô ngủ? Sau lúc đấy thì bố con đi xuống ấy ạ. Thì là chồng con cũng lúc đấy cũng mạnh dạn lắm. Cũng hỏi là em ơi em có dùng điện thoại không? Nếu em mà có dùng điện thoại thì cho anh xin số nhé. Con thì con cũng không có suy nghĩ gì đâu. Con cũng chỉ nghĩ đơn giản là hàng xóm thì mình cũng cho số. Thế là cho số xong thì khoảng tầm 5-10 phút sau con lên giường con đi ngủ thì con nghe thấy tiếng tinh tinh. Thì điện thoại kêu. Thì con mới thấy tin nhắn của chồng con bảo là đây là số điện thoại của anh thì em lưu vào nhé. Thế là con cũng vô tư lắm, con nhắn tin lại con bảo là dạ vâng. Thế con cũng lưu lại vào luôn. Thế là từ đấy thì hai anh em cũng có nói chuyện xong rồi thích nhau. Thực rồi ra cho thì... chú hỏi nè. Dạ. Vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của con khi mà con gặp bạn này á dạ. là như thế nào? Thấy ảnh làm sao? Thấy ảnh dạ. có đẹp trai không? Có thích anh không? Thực ra thì con chồng con trọ ở nhà con, gần nhà con ấy, cạnh nhà con thì là chồng con lại trọ cùng với 1-2 người bạn nữa. Thì con ấn tượng với chồng con lúc đấy có thể là hàng xóm của nhau ấy ạ. Thì có thể là đi qua đi lại thì có thể là anh em chào hỏi nhau ấy ạ. Anh mới đi làm về à hoặc là em chuẩn bị là đi học gặp à. Trước rồi. Dạ vâng, có nghĩa là mình sẽ chỉ là chào hỏi kiểu xã giao hàng xóm thôi ạ. Thì là con ấn tượng với chồng con là hay chào hỏi con nhất. Thì là con ấn tượng với chồng con là kiểu hay chào hỏi với cả hay kiểu niềm nở ấy ạ. Nhìn thấy gái là cũng kiểu cười xong rồi niềm nở tít mắt lên rồi hỏi chào hỏi nhanh á. Kiểu mau mồm mau miệng ấy ạ. Dạ. Mau mồm mau miệng. Dạ vâng. Là thế thôi gì? Dạ vâng. Rồi sau cái cuộc mà nói chuyện qua điện thoại đó thì bao lâu tụi con chính thức yêu nhau? Sau cái đợt đấy chắc cũng phải một thời gian lâu đấy ạ. Bởi vì là bọn con có nhắn tin qua lại với nhau. Bao lâu?
chắc là khoảng tầm đến một năm, hơn một năm ấy ạ. Hơn dạ. Một năm là chỉ có nói chuyện qua lại bằng điện thoại thôi, nhắn tin thôi. Dạ vâng. Thế con có gặp bố của bạn không? Bố bạn có đồng ý cho con được giao lưu với con gái bố không? Dạ không. Bố cấm à? Không, bố không phải bố cấm mà chưa vì biết. Là bố chưa biết. Bọn con vẫn giấu. Tức là làm du kích quân trong vòng một năm. Dạ vâng. Nhưng mà trong suốt một năm đó các con có lén đi chơi với nhau hay là có đi đâu đó mà tình tứ với nhau, không đi riêng với nhau? Trong vòng một năm đấy thì có nghĩa là lúc đấy con vẫn đang học cấp 3 ấy ạ. Thì hồi đấy thì con học cũng nhiều mà để ôn thi vào đại học ấy ạ. Thì chồng con cũng ngỏ ý là buổi sáng em đi học chính thì buổi chiều anh đi làm thì có gì anh like em đi học nhé. Thế là chồng con cũng buổi chiều con học những cái môn phụ ở trên trường ấy ạ. Chồng con cũng hay like con đi học buổi chiều. Like là chở đó. Dạ vâng. Like xe đấy, ngoài người bắt like chở. Dạ vâng. Vâng, hay like con đi học. Thì là xong rồi mưa xong rồi thì bọn con nhắn tin qua lại thì cũng con cũng biết là thông tin là sắp đến là sinh nhật chồng con. Thì con cũng lúc đấy thì con cũng mạnh dạn con hỏi chồng con là con gọi điện, con nghĩ trong đầu là không biết là chồng mình hoặc là con trai họ hay thích cái món quà kiểu gì, mà thời đấy thì con mới đi học thôi ạ. Không có nhiều tiền đâu ạ. Thì con cũng suy nghĩ đắn đo lắm, nó không biết mua quà gì tặng cho chồng. Thì lúc đấy con mới mạnh dạn con gọi điện cho chồng con hỏi là con hỏi vu vơ lắm. Con hỏi là không biết là anh ơi, con trai thì bình thường người ta thích đội bóng nào, ở trong nước người ta thích đội bóng nào, với cả ở nước ngoài thì người ta thích đội bóng nào. Thế là chồng con cũng kể ra một số đội bóng. Thế con mới đánh lạc hướng, thế con bảo là thế bình thường thì anh thích đội bóng nào. Thế chồng con cũng bảo là anh thích đội bóng Arsenal. Thế là con mới đi vào cái tiệm bán đồ quà tặng sinh nhật, thì con thấy là cũng là may ạ, là ở trong đấy nó có cái món quà là nó in cái hình cờ của Arsenal ở trên hình cái cốc. Thế là con mới mua, con mạnh dạn con mua xong rồi tối về con mới nhắn tin, một hai hôm sau con nhắn tin cho chồng con bảo là anh ơi anh có rảnh không thì em mời anh đi cà phê nhé. Thì chồng con cũng không có từ chối đâu ạ, chồng con cũng mạnh dạn lắm, trả lời tin nhắn là ok thế thì có gì tối anh qua đón. Thế rồi, là sao chồng cả, sao chồng cả đi cà phê sao chồng? Hôm đấy thì trước sinh nhật con ấy, thì là vợ có hẹn là đi cà phê, thế là con mới dẫn vợ đi lên quán cà phê. Nhưng mà có cái có nghĩa là hồi xưa nó không như bây giờ. Bây giờ là hồi xưa thì bây giờ là nó thay đổi nhiều. Trước là bên này là cây cầu Bãi Cháy, thì ở dưới thì có một cái quán cà phê ở trên đấy, là quán cà phê chỗ sau biển ấy. Chỗ quán cà phê sau biển thì nó ở rồi sao dù mình là vô quán cà phê như thế nào? Vô quán cà phê thì hai anh em cũng mình cũng gặp nhau nói chuyện. Nhưng mà cái lúc đó là hai đứa là thân mật đến mức nào? Tức là đã nắm tay chưa? Đã thơm má chưa? Dạ lúc đấy thì chưa chú ạ. Chưa gì luôn. Chưa, đó. Chưa trong cái thời gian mà đánh kích. Bây giờ cho nên là em mới hỏi cho bây giờ sâu sát luôn. Đúng nhanh rồi. Lên tại vì chúng ta không có thời gian. Không cần phải chi tiết. Đó như thế nào? Vì lúc đấy cũng cũng ngại. Vẫn còn ngại luôn nha. Là vẫn... vẫn chưa mạnh dạn sợ bố theo dõi đúng không? Dạ vâng. Tức là hôm nay chỉ uống cà phê thôi. Vâng. Rồi á khi nhận quà đó. Thì có xúc động không? Đúng rồi. Lúc đấy thì nói chung là cũng cũng có chút gọi là mình cảm thấy bất ngờ và cũng cũng xúc động. Đúng rồi. Vâng. Mình rồi. Xúc động thì lúc ấy làm nào? Lúc đó là có nắm tay không ạ? Sau đấy thì có nắm tay. Phải nắm liền chứ đúng không? Vâng. Nắm có liền. Thơm nhẹ một cái không? Có thơm má. Cái thế con có phản ứng không? Dạ thì lúc đấy thì hai em đang ngồi cà phê với nhau, thế là tự nhiên quay ra chồng thơm vào má một cái. Thế là tự nhiên thì cũng bất ngờ nhưng mà cũng khoái, tự nhiên được chồng hôn cho một cái bất ngờ thì cũng khoái, cũng vui, cũng thích. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng ngại ạ, hay là mình cũng không có, mình cũng ngồi im luôn. Mình cũng không có dám nói gì. Thế là hai anh em cũng phải đứng hình mất 5 giây. Xong rồi hai anh em lại nói chuyện nhầm với nhau tiếp. Xong rồi đi về. Vâng, như là đó. Chính thức là yêu nhau đấy. Dạ vâng, cái hôm sinh nhật giờ đi đấy. Vậy là yêu nhau bao lâu nè? Rồi tình yêu có lãng mạn không? Đó, rồi có chia tay không? Tức là tụi con yêu nhau là được bao nhiêu lâu thì mới cưới nhau? Bọn con yêu nhau là được 11 năm mấy ngày. 11 năm đi, thôi 11 năm thôi. 11 năm. Hơn 11 năm đó. Rồi có chia tay chia chân gì không? Có, trong thời gian 11 năm thì có.
Tại sao chia tay? Có chia tay lúc mới yêu hay là lúc mà yêu cái thời học cấp 3 thì bọn con không chia tay mà lên đại học. Nên lúc mà vợ con đi học đại học thì lúc đấy sẽ có xảy ra nhiều thứ, với cả là học xa nhà rồi nhiều có nghĩa là cuộc sống rồi mọi thứ nó cũng thay đổi. Là nó cũng có những cái chạch, nó cũng có những cái lệch đi, thế là đâm ra là hai vợ chồng có những cái khúc mắc. Thế là lúc con đi làm chưa? Lúc đấy con vẫn đang đi làm. Con đang đi làm thế vợ con đi học đại học xa. Thế là xa mặt cách lòng đấy đúng không? Chia tay trong bao lâu? Dạ thực ra thì hồi đại học cũng á, tính của con cũng trẻ con lắm ạ. Thì thi thoảng nhiều khi mà nhắn tin nói chuyện với chồng ấy mà như kiểu là không cùng tần số với nhau thì mình cũng dỗi, mình cũng giận. Xong rồi mình tính trẻ con thế nên là mình cũng hay nhắn tin bảo là giận dỗi thì là bảo chia tay. Bình thường hồi con đi học đại học ấy ạ, một tháng chia tay đến khoảng tầm 1-2 lần là chuyện bình thường. Nhưng mà cứ khoảng tầm 2-3 ngày sau chồng con biết là con kiểu gì con cũng sẽ nguôi ngoai, không có giận nữa, thì chồng con lại nhắn tin làm hòa. Thế là con với chồng con lại như là từ lúc như kiểu là yêu lại từ đầu ấy ạ. Đấy, cứ khoảng tầm răm bữa nửa tháng lại chia tay. Nhưng mà nói là để chia tay mà để lâu nhất ấy thì có thể là 6 tháng. Từ thời sau khi mà con học đại học xong thì bọn con có sự xáo trộn về công việc. Lúc đấy con mới học đại học xong thì vẫn chưa có công việc ổn định. Và đợt đấy thì chồng con cũng lại vào miền Nam để mở rộng thị trường cho công ty. Thì là con với cả chồng con cũng có những cái áp lực riêng về công việc cũng như là cuộc sống ấy ạ. Thì là mình không có chia sẻ được nhiều với nhau. Thế nên là mình cũng không có thời gian để nói chuyện. Ai là người đề nghị chia tay? Con ạ. Dạ vâng. Con chia tay vì lúc ấy là chắc là trong đầu suy diễn là chắc là chồng vào miền Nam. Rồi thế nào cũng có cô này cô kia cô nọ đúng không? Môi trường mới. Ghen đúng không? Ghen xong rồi là buồn dạ. Xong rồi không cho giải tỏa được. Thế là chia tay đúng không? Dạ thực ra thì con cũng không phải là tuyếp người hay ghen đâu ạ. Mà tính con là kiểu tuyếp người không thích yêu xa. Vâng. Với cả là tính là thích được chiều chuộng, với cả thích là có người yêu ở gần mình hơn. Thế nên là chồng mà ở xa thì sẽ không có quan tâm nhiều. Thì ai làm hòa? Đó. Trong tất cả mọi lần mà cãi nhau chia tay thì con vẫn là người làm hòa. Con là người làm hòa. Vâng. 6 tháng chia tay 6 tháng là con cũng là người làm hòa luôn. Vâng, vì là con đợt đấy trên mạng xã hội thì vợ con có dùng Instagram ấy. Thế nhưng mà vì là bọn con cũng không là bạn với nhau. Thế khi lên trên đấy thì sau 6 tháng rồi thì lúc đấy con mới thử vào cái Instagram của vợ. Thế con mới đọc, thế là vợ mới viết với ý là mà viết cái sở tát tớt đấy, tâm trạng. Thế là con mới đọc lên thì con mới thấy thế, đâm ra con mẹ nhắn tin làm hòa với bọn con. Chỉ vậy thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà trong suốt 6 tháng đó, đây nè, chỉ nhắn tin làm hòa thôi, nhưng mà lúc đó con có quay lại quê mình làm việc hay không? Hay là vẫn tiếp tục đi làm ở xa? Con lúc đấy con làm hòa thì con lại tiếp tục vẫn vào miền Nam. Bởi vì con vào miền Nam thì con làm ở trong này mất hơn một năm. Rồi mới quay về. Vâng, thì con mới quay về. Rồi thì tụi con yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Là 11 năm đúng không? 11 năm đúng không? Lý do sao mà yêu lâu dữ vậy? Gia đình bên con có chấp nhận ảnh không? Bố con có ok ảnh không? Thực ra thì chồng con là ăn chay trường. Còn con lại là người ăn mặn. Dạ vâng, thì lúc đầu bố mẹ con thì cũng hơi lăn tăn một chút về cái vấn đề đấy. Nhưng mà về sau thì mình cũng có ngồi tâm sự với bố mẹ. Thì bố mẹ cũng thông cảm, cũng hiểu. Thì là bọn con mới tiến tới hôn nhân. Là như vậy ạ. Thế bây giờ con vẫn ăn chay à? Vâng, con vẫn ăn chay trường luôn. Vâng. Ủa lý do gì con ăn chay trường? Con ăn chay trường luôn với chồng chưa? Hay là vẫn ăn mặn? Dạ, con thì thi thoảng thôi ạ. Dạ vâng. Nhưng mà con có thể tâm sự chút xíu tại sao con lại ăn chay trường? Cái cơ duyên con đến biết đến đạo Phật và ăn chay trường là cái năm đấy là con lớp 9 và sắp sửa lên lớp 10. Thì con ăn chay từ năm 2003 đến bây giờ. Thì lúc đấy cũng có cơ duyên là được mẹ hướng dẫn, rồi mẹ cũng bảo mình cũng đi chùa, rồi thế là từ đấy là mình thấy là có cơ duyên. Mọi thứ nó tốt đúng không? Nó tốt. Rồi. Quá tốt luôn. Rồi bây giờ là sau đó là con thuyết phục bố. Thuyết phục bố là như bố an tâm để cho hai đứa cưới nhau. Đúng không? Có nghĩa là tụi con là chỉ có một cái rào cản duy nhất là ở bố thôi.
Thực ra hay là, còn cái gì khác nữa? Thực ra thì rào cản là ở mẹ nhiều hơn. Bố con thì lại là một người rất tính, rất là thoáng, thoải mái và yêu chiều con gái. Thế nên là con gái mà có nói gì thì cũng sẽ là đứng về phía con gái nhiều hơn. Dạ vâng. Và bây giờ tụi con cưới nhau rồi thì là hiện tại là chồng con có phải ở xa, có đi công tác ở đâu nữa không? Dạ, chồng con thì do là tính chất công việc, thế nên là sẽ phải đi đi về về giữa hai tỉnh ấy ạ. Và con thì ở Hạ Long và chồng con thì lại hay làm việc ở như là Cẩm Phả hoặc là các tỉnh ở thuộc tỉnh Quảng Ninh ấy, như là Hạ Long, xong rồi đi Uông Bí, Đông Triều, thế nên là sẽ không có ở gần nhau nhiều. Thế nên là cũng đi như kiểu là đi công tác ấy ạ, thi thoảng thì mới về thôi ạ. Dạ vâng. Thế hai đứa có con chưa? Dạ, con mới được đang có một đang bầu khoảng tầm 4 tháng ạ. Ôi. À là đứa đầu tiên hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không biết luôn á. Nhưng không biết luôn á. Dạ. Vậy là tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con mới cưới nhau được từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là được 6 tháng. À, mới có 6-7 tháng à? Dạ vâng, mới thế ạ. Ôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Dạ. Ôi nhưng mà biết là trai gái chưa? Dạ con biết rồi ạ. Gái là trai. Một bé gái ạ. Wow, chúc mừng nha. Dạ. Rồi. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Dạ vâng. Tới phần kia con biết mà đúng không? Dạ. Con xem chương trình này rồi con biết phần kia là phần gì. Dạ vâng. Đúng không? Dạ dạ. Cái cặp này cũng khó ha, tại vì đến bây giờ mà vẫn cứ gần như là sống xa nhau, cứ yêu xa thế nhỉ. Vâng. Chồng đi công tác liên miên thế thì làm sao mà biết được cái tật xấu của ông ấy? Tật xấu nhỉ, có thấy không? Dạ, thực ra thì bọn con yêu nhau lâu ấy, thế nên là nhiều khi tật xấu nó cũng có từ cái thời yêu nhau đến bây giờ nó vẫn duy trì ấy ạ. Dạ vâng. Ví dụ như là chồng con ấy ạ thì thường là rất là hay kiểu cao su ấy ạ. Ví dụ như là con gái người ta đi chơi, người ta còn phải son phấn, người ta còn phải quần áo các thứ thì người ta còn phải cao su để cho chồng hoặc là con bạn trai người ta chờ. Nhưng mà chồng con thì lại ngược lại. Con thì con son phấn, mặc váy đẹp xong rồi xong xuôi hết tất cả các thứ rồi thì chồng con vẫn chưa thấy đâu cả. Hẹn là khoảng tầm 5-10 phút nữa anh Quang đón em nhé. Nhưng mà con phải chờ khoảng tầm ít nhất là con phải nhân lên là khoảng tầm nửa tiếng đến cả tiếng đồng hồ chồng con mới qua. Ủa sao vậy? Dạ. Ôi. Chồng con là cũng chắc là cũng làm đỏ mới ạ. Vâng, đấy. Con ở nhà con làm gì mà trễ quá vậy? Con có đánh phân à son gì không? Dạ không phải đâu chú ạ. Vì là con tính chất công việc ấy, nắm lúc công việc của con là làm kinh doanh mà. Thật ra là nó cũng có nghĩa là nó cũng liên tục trong cái trong ngày ấy, nó cũng không cố định giờ giấc giống như không là không kịp đúng không? Nhiều khi nó cũng kiểu bị động. Nhưng mà có cái kỷ niệm nào về cái vấn đề là giờ cao su mà nó làm cho con bực hay làm cho con có một cái kỷ niệm gì đó đáng nhớ không? Thực ra thì chồng con là có những cái đợt mà đi chơi ấy ạ. Chồng con cao su đến độ mà làm con chờ lâu ấy ạ. Chờ lâu hay lên là nhiều khi mà đi chơi là con kiểu con cũng không vui ấy. Con hay dỗi ấy, là ý là bắt mình chờ lâu như thế là mình đã không vui rồi, đi chơi người ta phải đúng giờ ấy ạ. Vậy là bạn này chắc là cũng hơi chậm chạp lề mề đúng không? Chồng con là mọi thứ rất là bình lặng, ăn chay mà em. Dạ. Ăn chay mà cứ nhẹ nhàng bình thản vậy đó. Từ từ. Biết là trễ đó nhưng mà thôi cứ từ từ. Sớm hơn 5-10 phút thì cũng thế cho nên là cứ lững thững, cứ bình thường mà lững thững. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó. Dạ. Rồi. Dạ, còn gì nữa không? Thứ hai con nghĩ là chắc là chồng con cũng liên quan đến thời gian đấy ạ. Là chưa biết bố trí thời gian cho nó hợp lý. Ví dụ như là hai vợ chồng mà có đi công việc với nhau ấy ạ, thì chồng con sáng ra là ví dụ như là sáng ra phải chuẩn bị mọi thứ đi, để đến giờ là mình chỉ có đi công việc với nhau có hẹn rồi, giờ giấc cụ thể rồi thì mình phải đến đúng giờ ấy ạ. Nhưng mà chồng con thì nhiều khi cứ ung dung ấy, cứ đi ra ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm chim, ngắm hoa, ngắm lá, ngắm cây ạ. Thì là xong rồi quay ra con hỏi là chồng đã chuẩn bị xong chưa để còn đi công việc. Thì quay ra bảo con là anh chưa chuẩn bị gì cả. Đấy. Chưa, quần áo thì chưa xong rồi, thì chưa làm cái gì cả. Đã nói người ta ăn chay mà mọi thứ vẫn cứ bình lặng. Vâng. Nhẹ như lông an nhiên tự tại. An nhiên tự tại. Vâng, đấy đúng rồi. Rồi sao? Ăn chay mà có nóng tính không? Nói chung con có nóng tính. Thế nhưng mà... để vợ khai luôn con. Sao, anh có nóng tính không? Sao lại nóng tính là thế nào? Trong cái trường hợp nào mà lại nóng tính? Nóng tính thì có thể là những lúc mà cãi nhau ấy ạ. Bởi vì là con thấy là
Từ lúc quen con thì con thấy là con với cả chồng con thì ai cũng có cái tôi của mình cũng lớn. Thì là suy ra là nhiều khi chồng con cũng nóng tính. Thế là đâm ra là hai vợ chồng từ lúc mới yêu nhau quay ra là cãi nhau. Cãi nhau thế nên là tần suất mà chia tay nó cũng nhiều là như vậy ạ. Vâng, nó cũng liên quan đến nhau đấy ạ. Thế à, nóng tính hay là cọc tính? Nóng tính ạ, chứ không cọc. Nóng thì là nói to thôi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Cọc mới là đập đồ đúng không? Dạ vâng, ừ, đúng rồi ạ. Nói to. Rồi. Thế còn cái gì nữa? Thế có gọn gàng, có tinh tươm không hay là lại bừa bộn đi? Nói chung là mọi thứ đều ung dung tự tại. Ví dụ như là tôi ăn cái này tôi để đây đi. Rồi tí nữa tôi từ từ tôi dọn. Thế thì từ sáng đến chiều thì cũng vẫn làm tí nữa tôi dọn đấy. Ví dụ thế. Thực ra thì chồng con thì lại được kết tính đó là gọn gàng, sạch sẽ. Dạ vâng. Chồng con mà đã làm cái gì ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa là phải gọn cho nó sạch. Cái gì nó vào cái chỗ đấy. Thôi như vậy là tốt rồi. Không phải là thật xấu. Và bây giờ mong muốn bạn này thay đổi điều gì? Thực ra thì thay đổi thì con nghĩ là cũng chồng con cũng đã thay đổi nhiều rồi ạ. Như là về thời gian ấy ạ, chồng con bây giờ là cũng bớt cao su rồi đấy ạ. Vâng, cao su thì thời trước thì cũng không có nhiều như là trước nữa mà vẫn có cao su nhưng mà chỉ là cao su khoảng tầm 5-10 phút thôi chứ không như hồi xưa là đến nửa tiếng đồng hồ. Nói chung là 80% thay đổi. Dạ, rồi chứ bây giờ con không còn mong muốn thay đổi gì nữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ tới con. Giữ yên như thế này nhá. Dạ. Ok, tốt dạ. Rồi. Đó, bây giờ tới con đó. Con. Vợ ấy có tật xấu gì nào? Vợ con nhiều lắm. Trưởng thành chưa hay vẫn trẻ con như xưa? Vợ con vẫn trẻ con. Thí dụ một cái tính trẻ con coi. Trẻ con là ví dụ như là trong một cái việc gì đấy, ví dụ như vợ chồng đi cùng nhau này, hay là gặp trường hợp gì đấy chẳng hạn, thì vợ con hay có cái tính là cầu nhàu và nổi nóng nhanh hơn. Kiểu mình cũng không điềm tĩnh để xử lý cái sự việc đấy, nó cứ bình tĩnh ấy. Cầu nhàu hoài. Vâng, ý là cũng cầu nhàu hoài mà cứ ví dụ như là như là có người gọi điện hay là bảo là cậu đi công việc này công việc kia chẳng hạn, thì vợ con này cứ dục là phải là nhanh lên rồi chuẩn bị nhanh lên, thì con bảo là cái gì thì cũng cứ bình tĩnh rồi mình sắp xếp thì nó. Và hai người gây nhau. Vâng, cái xong rồi từ đấy giờ thế là vợ cứ gây chuyện, nhưng mà con thì vẫn lúc vợ gây thì con lại cũng không nói gì, con cũng để nhẹ nhàng và cứ để tạm. Nít là hay nó có hay nhéo con ngắt này. Anh nhá. Đánh nguội nữa. Đó. Đó. Thi thoảng thôi. Thi thoảng. Vâng. Thi thoảng là có đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, ở nhà thì có nóng tính, có bừa bộn gì không? Vợ con thì ở nhà thì hai vợ chồng thì cũng chỉ nói chuyện với nhau bình thường thôi, chứ còn chưa bao giờ là, vì là con với vợ con thì cũng mới lấy nhau, cũng chưa được ở gần nhau nhiều. Ấy vì là khi lấy nhau xong rồi vẫn hai đứa vẫn ở xa nhau. Và sao cho nên không cãi nhau nhiều? Không cãi nhau nhiều. Nó có gọn gàng giống con không? Vợ con thì không. Vợ con thì bừa lắm. Sao bừa bộn? Từ tủ quần áo cho đến giường giếc các thứ, ngủ dậy thì chả bao giờ gấp. Vậy là cái người gấp cuối cùng là con. Vâng, vẫn là con. Nó trẻ con mà nó cứ nghĩ thôi, đằng nào tối ngủ. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng, đúng rồi, đúng rồi. Rồi con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn vợ con là trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn, và mọi việc là mình cứ bình tĩnh hơn nữa, để mình làm sao để cho cuộc sống rồi vợ chồng sau này cho nó tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tại vì bác Giai là hơn con 8 tuổi cho nên là bác Giai rất là chững chạc đó, rất là điềm tĩnh, rồi thêm ăn chay nữa cho nên tâm tính rất là ổn định, hiền. Thành ra là mong bạn gái là sẽ trưởng thành theo tỷ lệ thuận với bác trai, để mà sau này là khi em bé mà sinh ra đời đó đó thì hai người sẽ cùng một nhịp để mà chăm cho em bé đó. Con thấy là có được không? Con yên tâm. Là mẹ rồi tự nhiên trưởng thành là con. Rồi hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là các bạn ở từ Quảng Ninh mà vào trong đây quay chương trình Vợ Chồng Son nữa, đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Nhân cái cơ hội này thì không biết là thôi anh chồng đi, có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ thêm không, hay là muốn làm một cái điều gì đó bất ngờ với vợ hay không? Vâng, con cũng nhân chương trình này thì con cũng có một cái món quà dành cho vợ con. Đó là trước khi bọn con lấy nhau ấy thì công việc của con nó cũng bận. Thứ hai đó là lúc đấy thì nó cũng vào dịp cuối năm ấy, công việc nó cũng nhiều, nó cũng bận, nên là nó cũng chưa chuẩn bị được.
Thế con cũng muốn là làm cái gì đấy cho vợ con cho nó được trọn vẹn. Thì con muốn nhân chương trình này thì con muốn cầu hôn vợ con. Vâng. Như thế có nghĩa là cả mười mấy năm á, mà là lúc mà trước khi cưới mà anh ấy bận quá anh chưa cầu hôn con luôn. Dạ, chưa. Cứ con cũng nghiễm nhiên là em phải là vợ anh rồi, anh không cần biết, mình nghiễm nhiên rồi, đúng không? Chưa cầu hôn. Trời ơi, vậy là hôm nay là kỷ niệm dữ lắm nha. Đó, hành động đi. Này, nhưng mà cầu hôn cũng phải ngỏ lời, phải nói như thế nào nhỉ? Có, con có. Có luôn, hay quá chị ơi. Mà né một cái là coi như mình né liền á, để cái mắt nó bị tổn thương á nha. Rồi nói cái gì đi. Ôi trời ơi. Mình đứng lên em ạ. Ôi trời ơi, chói quá. Chết tôi rồi. Anh muốn nói với em rằng là quá khứ, hiện tại và tương lai, anh muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến về sau này, về già. Mong rằng là cho chúng ta làm sao sau này hạnh phúc và mọi thứ đều được tốt đẹp và bình an. Đấy, rồi đứng lên đeo nhẫn nè. Trời ơi. Rồi hỏi đi. Đeo nhẫn nè, đeo nhẫn xong. Hỏi người ta đi. Đeo nhẫn xong đi rồi hỏi nào. Trời ơi. To quá còn ạ. À. Chói hết cả mắt. Hỏi đi, hỏi đi. Hỏi đi. Em có đồng ý. Em có đồng ý đi với anh đến đi suốt anh cuộc đến đời suốt cuộc đời không? Dạ, em đồng ý ạ. Ok đi. Ôi nhận quà rồi mà không thơm người ta một cái. Nhận thơm lị. Rồi, đẹp vời. Khoe đi con, đưa cô xem. Đẹp, lấp là lấp. Ôi đẹp quá mọi người. Đấy, khoe với bố. Bố ơi, mẹ ơi, đây này nhẫn của con đây này, bố ơi. Rồi, anh chúc cho hai vợ chú chúc cho hai vợ chồng ha. Luôn luôn là đồng hành với nhau. Trong tất cả những gì nó đến với trong cuộc sống này ha, và sẵn sàng chuẩn bị đến với một cái vai trò mới, đó là một ông bố tuyệt vời và một người mẹ cũng tuyệt vời nha. Chúc mừng hai em. Vâng, cảm ơn chú. Vâng.